thái độ quyền lực. Ok, đó, 7 điều hoang đường ở trong ngôn ngữ cơ thể. Chị có liệt kê trong cái infographic cho các bạn rồi. Rồi, chúng ta sẽ nói tới cái lý thuyết tiếp theo, câu chuyện của ánh mắt. Câu hỏi đặt ra của chị dành cho các bạn đó là: khi mà các bạn diễn thuyết thì mắt các bạn để đâu? Khi mình diễn thuyết mắt mình để đâu? À, theo Hương thì sao Hương? Mắt em sẽ đặt vào đâu khi em diễn thuyết? Thường thì em hay đặt, em hay nhìn bao quát, nhưng mà em sẽ tập trung đặt vào các bạn nào mà nhìn lại em á chị. Các bạn nào có những say sưa nhìn em chăm chú, em sẽ hay nhìn bạn đó nhiều hơn. Ok, đó là một ý đúng không? À, Chương thì sao? Dạ em cũng thường vậy chị. Tức là mình tìm được cái người nào mà ta đang muốn nghe mình á, thì mình tương tác với họ nhiều hơn. Mình mời họ trả lời, hoặc là mình đặt câu hỏi cho họ, hoặc là mình thái độ với họ nhiều hơn, chứ không chỉ là mình nhìn họ không, tức là mình đến gần họ hơn cũng cũng là một cách em thường sử dụng. Nhưng Tương mà tác. bây giờ mình thi online đồ các kiểu thì nhìn các camera. Yes, nhìn camera. Ừ, đúng rồi. À, Vinh, Vinh, Vinh cho chị ý kiến của em đi. Em sẽ nhìn vào kiểu như là khán giả hoặc là ban giám khảo. Ví dụ như em đang diễn thuyết cho một cuộc thi nha, là em sẽ bắt đầu eye contact với lại ban giám khảo. Còn không á, là có những khúc mà em run á, là phía sau cái hội trường nó sẽ có cái bảng exit, thì em sẽ vô tình em nhìn cái bảng exit đó, là cái bắt đầu mọi người sẽ nhìn là ok, cái thằng này nó đang nhìn toàn thể tất cả mọi người. Còn không là em sẽ bắt đầu là, hoặc là đưa vào một vài cái câu chuyện, bắt đầu em eye contact là cái người đang chú ý tới mình đúng không, thì bắt đầu mình sẽ nhìn qua trái, nhìn qua phải, mình nhìn ở chính giữa. Ok, nghĩa là mỗi bạn sẽ có một cái phong cách nhìn khác nhau ha. À, cũng được, nhưng mà thường như thế này nè, thường những cái người mà người ta mới dạy thuyết trình, dạy cho những bạn thuyết trình cơ bản lần đầu á, thì người ta hay kêu các bạn là hãy nhìn vào một cái điểm nào đó, chẳng hạn như cái chữ exit, giống như Vinh chia sẻ, cái cửa cuối của cái hội trường á, mình nhìn ánh mắt mình xa xăm như vậy. À, tuy nhiên đó chỉ là cái thời điểm ban đầu khi mà các em mới vừa luyện thuyết trình thôi, hiểu chưa? Và bây giờ các em đã qua rồi, qua cái giai đoạn luyện đó rồi. Chị không biết, chắc chắn luôn, chị chỉ biết chắc chắn luôn là các bạn đã qua cái thời điểm bắt đầu luyện thuyết trình rồi, cho nên chúng ta không nhất thiết phải nhìn vào những cái điểm xa xăm đó nữa. Đây là thời điểm bắt đầu từ giờ phút này, các bạn là những người ok, không phải là master, chưa phải là master trong lĩnh vực diễn thuyết, nhưng mà các bạn đang ở một cái level mới rồi. Nếu mà bây giờ trên cái thang điểm từ từ 0 cho tới 10 thì các bạn đang ở cái mức 6 7 rồi. Luyện thêm chừng một vài năm nữa thôi, một vài tháng gì đó, chị không biết tùy mọi người có cái mục tiêu như thế nào. Luyện xíu nữa thôi là các bạn đã tuyệt vời rồi. Cho nên không còn cái câu chuyện là nhìn xa xăm nữa nghe. Ừ, không nhìn nữa, không nhìn xa xăm nữa. Bởi vì cuộc đời chúng ta sẽ có rất nhiều người để nhìn. Trong cái khán phòng của mình ra quá trời người luôn. Yes. Chỉ ví dụ thôi. Khi em nói chuyện với chị, hai chị em mình mặt đối mặt với nhau. Chị với Chương, chị với Vinh, chị với Hương. Chúng ta mặt đối mặt với nhau. Chúng ta phải nhìn nhau chứ. Bởi vì chúng ta nói với con người đó thôi à. Nhưng khi mà bạn nói chuyện với ba người, giống ngày hôm nay, chị nói chuyện với ba bạn trên online, chị không thể nào bỏ rơi một bạn nào cả. Chị hỏi Hương thì chị phải hỏi Chương, mà chị hỏi Chương thì chị phải hỏi Vinh. Và khi mà chúng ta nói chuyện với nhau trong một vòng tròn, nếu mà chị ngồi ở đây và ba bạn đang ngồi trước mặt chị vẫn phải nhìn mọi người chứ. Ví dụ Chương đang ngồi đây, ok, chị quay qua chị nói với nó, chị phải nhìn em chứ, đúng không? Đúng không? Đúng không? Mình phải gieo ánh mắt của mình cho cả ba người. Nếu đó là nhóm dưới 10 người thì hãy gieo ánh mắt của mình cho tất cả. Giống như em chia bánh bánh sinh nhật vậy đó. Em nói với mọi người thì em chia bánh sinh nhật cho họ giống vậy đó. Ngày hôm đó có 8 người, em phải chia đúng 8 phần đều nhau. Thì khi em nói cũng vậy, phải chia cái ánh mắt của mình cho họ. Vậy thì nếu như khán phòng của mình có 100 người thì sao? Em chia nhóm ra để em nhìn. Em chia nhóm ra, khán phòng của mình 100 người. Ở dưới có thể là sẽ có 5 hàng, 6 hàng gì đi, 6 hàng đi, 6 hàng.
Thì đây, ok, hàng thứ nhất, hai hàng bên trái, hai hàng chính giữa, hai hàng bên phải. Thì việc của em sẽ là nhìn vào một ai đó ở trong cái nhóm đó đó. Em phải nhìn vào một ai đó trong cái nhóm đó đó. Thì người ta sẽ có cảm giác là em đang nhìn nguyên nhóm. Và em phải chia nhóm để em nhìn nha. À, em là người đang trên sân khấu mà các bạn đang là người trên sân khấu, chị đang nói câu chuyện sân khấu, sau này mình diễn thuyết sân khấu, hoặc là các bạn đi dạy hay đâu đó, đi train hay đâu đó, thì ở dưới nó sẽ có đông người, các bạn phải nhìn nhóm, nhìn theo nhóm. Rồi đó là kỹ thuật nhìn nha, kỹ thuật nhìn theo nhóm nha. Tập đi, về nhà tập, tưởng tượng đó. Nhóm nó có 10 người, bạn nhìn vào khoảng một người thôi, một hai người lướt thôi là người ta tưởng bạn nhìn nguyên nhóm. Dĩ nhiên sau đó bạn rinh ánh mắt của bạn vô chính giữa, bạn lại tiếp tục nhìn nhóm chính giữa, rồi lại tiếp tục rinh cái ánh mắt thân thiện đó qua nhóm bên này, tiếp tục nhìn nhóm bên này. Và nếu như khán phòng của bạn nó có 2-3 tầng, 2 tầng có 1 tầng trên nữa, một đôi lúc nào đó hãy hướng ánh mắt mình lên trên. Nó cầm micro nói câu chuyện của tôi nói đến đây các bạn cảm thấy thế nào ạ? Các bạn ở vùng sâu vùng xa kia, kiểu vậy á. Để chi vậy? Để tụi nó được quan tâm. Chứ tụi nó ngồi trên xong yếu xìu, trời bà diễn giả này bà ngồi bà nói với mấy đứa vui không, tụi mình trên này cũng ngó ngàng gì tới. Phải nhìn hết. Bạn phải nhìn hết, bạn phải bao quát hết. Đây là cái kỹ thuật của chị. Và không có người chưa người diễn giả nào nói với mấy bạn thì hôm nay chị nói. Chị là cái người đi xem diễn thuyết và chị sẽ rất bực bội nếu như mà diễn giả không nhìn tới mình, không quan tâm cái cánh của mình, cái cánh phải, cánh trái mình, như cánh phải mình đang ngồi mà ảnh không ngó gì tới hết, buồn thiệt là buồn luôn. Thì cái mình cảm thấy mình là con rơi ấy, cho nên mình hiểu tâm lý đó. Sau này các bạn đi diễn thuyết các bạn nhớ như vậy nha. Rồi, tại vì mình phải kết nối mà. Và bây giờ chúng ta nói tới câu chuyện thần thái nè. Nhìn là để kết nối là chuyện. Mà khi em đã bắt đầu siêu rồi thì em bắt đầu truyền cái thần của mình cho khán giả. Và đây là cái mà chị muốn các bạn làm. Thần. Ánh mắt của mình nó có thần. Đây là cái khoảng thời gian. Ví dụ như bạn đứng trên sân khấu, ở bên dưới rất là nhiều khán giả ngồi bên dưới, thì bạn nhìn ai? Dĩ nhiên nhìn những người đầu hàng. Hãy nhìn những người đầu hàng đi. Quăng cái ánh mắt của mình. Và đặc biệt ánh mắt của bạn nó phải nhịp, nó phải nhịp nhàng theo cái câu nói của bạn, thì khi đó thần thái nó mới xuất hiện. Nè, chị ví dụ trước mặt chị đang là Vinh, chị nói câu này, ánh mắt của bạn, chị nói câu này đang bên này, ánh mắt của bạn nó phải link với lại cái câu nói của bạn, khi này thần thái mới xuất hiện. Thì khi đó bắt đầu bạn hạ xuống, em hạ xuống, em nhìn thẳng vô cái người trước mặt em, ví dụ người trước mặt chị là Vinh đi, thì ánh mắt, điểm rơi ánh mắt của chị á, phải có một điểm rơi, ánh mắt phải có một điểm rơi. Và nếu điểm rơi đó em nhìn thẳng thì càng tốt. Điểm rơi đó em nhìn thẳng thì càng tốt. Nhưng mà nếu em đang là một cái người đang di chuyển tự do trên sân khấu, thì bước chân của em đi tới đâu, điểm rơi ánh mắt của em phải vào đó. Bước chân của em đi tới đâu, điểm rơi ánh mắt của em nó phải ngang tầm như vậy. Ví dụ như chị đang đi về phía cánh trái của khán phòng, của sân khấu, ngồi bên dưới là bạn Hương. Ở bên dưới là bạn Hương. Vẫn câu nói đó. Ok, maybe chị có thể quay qua bên này, chị tám tám gì đó. Nhưng mà khi mà điểm rơi của chị phải quay qua, chị nhìn Hương. Gật đầu một cái. Đó là thần thái. Nha. Mình có thể tập cái điều đó khi mà các bạn dần dần các bạn quen với sân khấu rồi. Các bạn phải tập điều đó. Đó gọi là điểm rơi của ánh mắt. Và điểm rơi đó cũng chính là cảm xúc. Và cuối cùng một cái nữa về ánh mắt các bạn cần lưu ý cho chị. Đây là một điều rất tuyệt vời. Đó là những khi mà bạn dùng cái sự im lặng trên sân khấu ấy. Trên sân khấu sẽ đâu phải lúc nào mình cũng nói. Nếu mình nói thuyên thuyên, thao thao, bất tuyệt, nhiều khi người ta không đủ để nghe. Cho nên giữa những cái khúc mà bạn chia sẻ đó, hãy chừa ra khoảng 3 giây. Giữa những cái đoạn chia sẻ của mình đó, hãy chừa ra khoảng 3 giây. 3 giây đó dành cho ánh mắt. Ví dụ như em đang nói rất nhiều thứ, em đang rất là hào hứng với câu chuyện của mình. Ngày hôm nay chị nói với các bạn nè,
ngày hôm nay chị nói về cái body language nè, ngày hôm nay chị nói về những cái điều mà nó có thể tác động tới cái thần thái, cái hình ảnh của các bạn khi các bạn đứng trên sân khấu nè. Và các bạn phải nghe nha, các bạn phải làm theo nha. 3 giây, chị sẽ ngừng 3 giây. Và 3 giây đó là 3 giây của ánh mắt. Dạ đúng, chính xác Vinh. 3 giây là 3 giây của ánh mắt bạn. Tập đi, tập, cái này tập được. Cái này tập được. Cái này là một cái rất tuyệt vời. Và chị nói tụi em là nhiều khi cái bài của tụi em nhiều khi mình chuẩn bị không có ổn, chưa tốt lắm đâu. Nhưng mà khi mà mình bước lên sân khấu, mình thần thái như vậy thì về nội dung người ta không care. Người ta sẽ thấy wow, bạn diễn giả này rất tốt, bởi vì bạn diễn giả này kết nối với mình quá tuyệt vời. Người ta nguyên cái buổi diễn thuyết người ta chỉ nghe có một câu, người ta chỉ nghe có một hạt nhân thôi. Ví dụ như các bạn sau ngày hôm nay các bạn chỉ nghe, chỉ nhớ được cái câu chuyện là có thể là có bạn chỉ nhớ là ánh mắt là phải có điểm rơi, vậy thôi đó. Và như vậy là đã đạt được cái điều, cái mục đích của cái buổi diễn thuyết đó rồi. Là người ta có cái gì đó đem về. Có cái điểm B để đem về, đúng rồi. Được chưa? Hãy nói bằng ánh mắt. Hãy nói khi không dùng lời.